Thanh Nguyễn xin mến chào và cảm ơn quý ông bà và anh chị em đã quay trở lại kênh Các tu sĩ phố núi làm nông dân giữa mùa dịch Covid-19 Suốt nhiều tuần qua các tu sĩ thuộc nhiều dòng tu ở thành phố Đà Lạt ra đồng thu hoạch rau củ để gửi về vùng dịch Covid-19 ở Sài Gòn, Xuân Lộc, Phú Cường, Bà Rịa, Vũng Tàu các nữ tư dòng mến thánh giá khiết tâm miền Đà Lạt để đến các vườn của các nông hộ xin rau thu hoạch đóng vào bao vào thùng để gửi về nhà mẹ ở Thủ Đức gửi về tòa giám mục Sài Gòn gửi đến các giáo sứ thuộc nhiều giáo phận để giúp đỡ bếp ăn tình thương của các bệnh viện chia sẻ với các gia đình với công nhân đang gặp khó khăn thiếu thốn do thực hiện giãn cách phòng dịch Covid 19. an Na Nguyễn Thị Xuân Trang, phụ trách cộng đoàn Mến Thánh Giá Khiết Tâm, giáo xứ Du Sinh cho biết để có những chuyến rau củ quả gửi về vùng dịch Covid 19, các chị em Mến Thánh Giá Khiết Tâm của các cộng đoàn Du Sinh, Lâm Viên, Thánh Mẫu, Lambian, Cam Ly cũng đồng loạt sinh rau ra đồng thu hoạch rau bên cạnh đó còn được sự tiếp sức chung tay của nữ tu các dòng mến thánh giá thủ thiêm mến thánh giá cá Nhung, quý thầy rogati la sang và một số dòng khác Đặc biệt cách sự hỗ trợ nhiệt tình của cha quản sứ và bà con giáo dân giáo sứ Vạn Thành, giáo sứ Thánh Mậu cùng các ân nhân xa gần đóng góp công sức Tài tranh phương tiện Đến ngày 8 tháng 8 Dòng mến thánh giá khiết tâm miền Đà Lạt Đã chuyển hơn 94 tấn rau củ Về vùng dịch Sài Gòn các tỉnh Thật cảm động Có những ngày mưa phùng Nhưng các tu sĩ nam nữ Vẫn mặc áo mưa ra vườn cắt rau Đến chiều tối trời mưa Nhưng các nữ tu Cùng các thầy đóng vai bốc xếp chuyển rau Củ lên xe tải các nữ tu dòng Mến tánh giá Đà Lạt Ngoài việc ra vườn thu hoạch rau Còn đến huyện Đức Trọng Đơn Dương Mua và xin thêm cà chua, cà tím, dưa leo, củ cải, bí Để gửi về giúp các giáo sư Quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh Từ đầu tháng 7 đến nay hầu hết Tu sĩ các dòng nam nữ trên địa bàn Đà Lạt như Vinh Sơn, Don Bosco, chúa cứu thế, dòng tên, ngôi Lợi cũng làm nông dân đến các vườn rau thu hoạch để tiếp viện cho các công đoàn, các giáo sứ ở Sài Gòn và các tỉnh Đồng Nai, Bình Dương, Bà Rịa, Vũng Tàu, Cần Thơ, Nha Trang đang phải thực hiện giãn cách phòng chống dịch COVID-19. Ngoài ra, các tu sĩ các dòng thường gắn kết với giáo sư mà mình đang phục vụ để chung tay với cha quản sứ, bà con giáo dân thu hoạch rau, gửi về giúp đồng bào vùng dịch. Có thể nói, mùa hè năm nay là mùa hè đặc biệt với các tu sĩ. Khi không thể về thăm nhà, việc nuôi dạy trẻ hoặc việc tông đồ thường niên cũng phải tạm ngưng vì dịch Covid-19 bù lại các tu sĩ có cơ hội dẫn thân làm việc bác ái, làm việc tông đồ trong vai trò nông dân, đi thu hoạch và bắt vác rau để chia sẻ với đồng bào đang chịu ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19. Hình từ ban truyền thông của các dòng